Ngày 7 tháng 6, hơn 98.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng chấm thi lớp 10 sẽ làm việc vào ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6. Theo kế hoạch, ngày 20 tháng 6 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. Phần toán ứng dụng quá dài. Sáng ngày 7 tháng 6, ngay sau khi kết thúc môn toán, nhiều thí sinh tại các hội đồng thi cho biết đề thi năm nay rất khó. Em Anh Kiệt, dự thi tại Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Trương Vương cho biết em đã luyện đề ôn tập khá kỹ nhưng đề toán năm nay khó đến mức bất ngờ. Lúc đầu em dự kiến là toán chỉ cần đạt 7 điểm là khả năng cao đậu đúng nguyện vọng 1 nhưng với kết quả làm bài không khả quan, khó đạt được điểm 7 như hy vọng, em Kiệt cho biết. Mức độ đề toán khó đặc biệt so với các năm trước cũng là nhận định của nhiều giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Hồng Danh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn cho biết, với đề thi năm nay, ở bài 1 và bài 2 là khá dễ mà mọi học sinh trung bình không mất căn bản đều có thể làm được. Với bài 3 và bài 4 thì mức độ khó bắt đầu dành cho học sinh khá. Bài 5 và bài 6, và bài 7 là phải những học sinh giỏi mới có thể làm được. Trong khi đó, ở câu A của bài 8 dành cho học sinh trung bình, câu B của bài 8 dành cho học sinh khá, câu C của bài 8 dành cho học sinh giỏi. Theo ông Danh, một khuyết điểm của đề thi năm nay là các câu ứng dụng vào thực tế quá dài, làm cho học sinh phải mất rất nhiều thời gian để phân tích và hiểu đề. Ông Danh nói, nhìn chung đề thi năm nay khó hơn năm trước. Điểm trung bình môn toán của tất cả thí sinh năm nay là khoảng 4 điểm. Số lượng học sinh đạt điểm 10 cũng sẽ ít hơn nhiều. Ông Võ Thanh Quan, Tổ trường Tổ toán, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, quận 12 cho hay, với đề thi trên, học sinh khá chỉ được 5-6 điểm, điểm 8 trở lên sẽ không nhiều, khả năng tỷ lệ điểm dưới trung bình còn cao hơn năm ngoái. Theo giáo viên này, trong đề thi, một số bài có cách hỏi thay đổi so với năm trước sẽ khiến học sinh lúng túng như bài 6 và bài 7. Cụ thể, bài 6 bình thường chỉ xác định hệ số A và B, còn năm nay đề yêu cầu tìm 4 hệ số A, B, C, D. Tương tự, bài 7 thì khó quá, nhiều em sẽ không hiểu để làm. Bài 8 phần hình học, câu A dễ lấy điểm, câu B đòi hỏi sự suy nghĩ và bí quyết lập luận, trong khi câu C đòi hỏi các em phải thật sự xuất sắc. Điểm chuẩn sẽ giảm. Theo nhiều giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu đề toán có mức độ khó tương đương ngữ văn và ngoại ngữ thì có lẽ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ ổn định như năm ngoái hoặc tăng nhẹ. Tuy nhiên, sau khi thi môn toán, nhiều giáo viên dự đoán là phổ điểm môn toán sẽ thấp, theo đó điểm chuẩn có thể giảm. Giáo viên một trường trung học phổ thông tại quận 1 cho biết, tuy nhiên vẫn phải chờ công bố đáp án và biểu điểm chấm thi cụ thể ra sao. Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân quận 1 cho biết, ở môn ngữ văn, đa số ý kiến cho rằng đề dễ, nhưng có thể chưa hẳn là như vậy, chưa hẳn dễ lấy điểm, phổ điểm môn này có thể chỉ ở mức 5-6,5 điểm trong khi đó ở môn ngoại ngữ dự kiến mức điểm dao động khoảng 6,5 tới 8,5 điểm đặc biệt ở môn toán với mức độ đề thi như trên thì khoảng điểm thi chỉ có thể ở mức từ 4 tới 6 điểm là tối đa như vậy điểm chuẩn năm nay ở tất cả các tốt trường sẽ giảm từ 1 tới 1,5 điểm ông phú nhận định Trước ý kiến về đề thi môn toán được nhận xét là khó nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề thi thể hiện tính phân hóa, có dễ có khó để chọn học sinh. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, đề thi vào lớp 10 là đề thi tuyển sinh, thông qua kỳ thi tuyển sinh sẽ chọn những em giỏi hơn, có năng lực cao hơn vào những trường tốt đầu, những em khá trung bình thì vào các trường khác đề thi tuyển sinh không nói được khó hay dễ mà có tính phân hóa để kỳ thi đảm bảo theo yêu cầu tuyển học sinh theo đúng nguyện vọng của mình. Ông Nam khẳng định đề thi khó thì khó chung, không ảnh hưởng đến quá trình chọn nguyện vọng của học sinh. Trong ngày 7 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp thông tin về kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày vừa qua. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, giải đáp thắc mắc trước thông tin về việc sau khi hoàn tất bài thi môn Toán trong kỳ thi lớp 10 sáng nay, ngày 7 tháng 6, phần đông thí sinh đã bày tỏ đề thi năm nay khó hơn năm trước. Đặc biệt trong đó có nhiều thí sinh đã khóc ngay sau khi kết thúc giờ làm bài môn này. Theo ông Nam, kỳ thi lớp 10 là tuyển sinh chứ không phải là tốt nghiệp để đánh giá kiến thức học sinh nên cần có sự phân hóa để tuyển học sinh vào đúng các nguyện vọng. Các mô hình trường lớp Ông Nam nói, đề thi có tính phân hóa, có dễ có khó để chọn được thí sinh năng lực giỏi, tư duy tốt vào các trường tốt đầu và sau đó lần lượt chọn thí sinh vào các trường ở tốt tiếp theo. Đặc biệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đề thi lớp 10 vẫn đảm bảo được theo yêu cầu tuyển học sinh, khó thì khó chung, không ảnh hưởng đến nguyện vọng trường đã chọn của học sinh. Trong quá trình chấm, hội đồng chấm thi sẽ thống nhất đáp án để làm sao đảm bảo công bằng cho học sinh nhất và chủ trương chung trong việc biên soạn đề thi lớp 10, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trước khi biên soạn đề thi lớp 10, hội đồng biên soạn sẽ xây dựng ma trận đề, từ năm 2018 đến nay, hàng năm trong định hướng của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự tăng thêm về tính vận dụng kiến thức vào thực tế để áp dụng giải quyết vấn đề đặt ra hàng năm lượng câu hỏi sẽ nhiều hơn. Đến thời điểm này, hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông 2026 để bước sang chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất học sinh, chứ không chỉ là kiểm tra đánh giá nặng về kiến thức như trước đây. Sau 120 phút, gần 100.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Đây cũng là môn thi cuối cùng của các em không thi hệ truyền. Đề thi vào lớp 10 môn toán thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 gồm 8 câu với độ dài kín 2 trang. Theo phần đông thí sinh, đề toán năm nay có tính phân hóa cao, có một số câu khá khó. Thậm chí, một số em còn cho hay là vừa cầm đề lên đọc là đã choáng và không đủ thời gian làm hết các câu. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 116.296 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, với tổng trí tiêu tuyển sinh là 77.355 học sinh, như vậy sẽ có hơn 35.000 học sinh không có cơ hội vào các trường công lập. Các em có thể chọn học tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc là vào trung cấp nghề. So với năm ngoái, tổng số chỉ tiêu lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 6.000, trong đó hai trường giảm mạnh nhất là Trung học phổ thông Lương Văn Can và Trung học phổ thông Bình Triều với trên 200 học sinh. Hàng loạt trường giảm tuyển mới hơn 100 học sinh như Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Trương Vương, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, v.v. V. Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân là trường có tỷ lệ trọi vào lớp 10 cao nhất với một trọi 3,54. Tiếp theo là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với vị trí thứ hai tỷ lệ trọi là một trọi 3,16. Tiếp theo là trường Hồ Thị Bi, tỷ lệ trọi là một trọi 3,06. Sáng ngày 7 tháng 6, các sĩ tử lớp 9 tại tỉnh Đắk Lắk đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn đáng chú ý đề thi môn văn của tỉnh này phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu là bài báo có tự đề những anh hùng giữa đời thường của báo nhân dân điện tử nội dung được trích dẫn liên quan đến câu chuyện về bốn thanh niên là hoàng anh tuấn đồng văn tuấn phạm quốc luật nguyễn kim long đã dũng cảm không quản ngại nguy hiểm lao vào đám cháy và cứu được bốn người đang mắc kẹt với ngữ liệu này, đề thi yêu cầu thí sinh trả lời các kiến thức đọc hiểu tiếng Việt, và đặc biệt là hỏi quan điểm của thí sinh về ý kiến, trong hoàn cảnh ấy ai cũng sẽ hành động giống như mình mà thôi. Ở phần nghị luận xã hội, thí sinh phải trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống hiện nay qua một bài văn ngắn 250 chữ. Còn phần nghị luận văn học, tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ đã được lựa chọn để thí sinh cảm nhận em đinh hoàng mai châu là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở phan chu trinh thành phố buôn ma thuột đánh giá đề thi có dạng đề quen thuộc và vừa sức mặc dù em cũng hơi bất ngờ khi đề thi vào tác phẩm mùa xuân nho nhỏ nhưng em đã ôn và làm bài ở mức tương đối em nói nữ sinh bày tỏ thích thú với ngữ liệu đọc hiểu đây là vấn đề mang tính thời sự tạo điểm nhấn cho đề môn văn vấn đề nghị luận trong câu nghị luận xã hội cũng phù hợp với phần đọc hiểu là vấn đề mà các thí sinh ôn tập kỹ Em Nguyễn Gia Lâm là học sinh lớp 9 trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, thành phố Buôn Ma Thuột. Cũng bày tỏ sự hứng thú với đề văn thi vào lớp 10 của tỉnh. Em làm bài ổn và hy vọng sẽ đạt được điểm số như kỳ vọng, nam sinh nói.